Mỗi một lần có một sự kiện á xảy ra thì cho chúng ta có một cơ hội nhìn lại, đặc biệt là những ngày lễ. Bất cứ một quốc gia nào cũng có những ngày lễ trong một năm, và mỗi một cái lễ nó đều mang một cái ý nghĩa của nó. Chẳng hạn như lễ tạ ơn, Thanksgiving, thì ở nước Canada mình á thì là tháng 10, ở nước Mỹ thì tháng 11. Thì cái lễ tạ ơn đó không phải chỉ tổ chức một bữa ăn cơm, trên bàn phải có con gà lôi, con gà tây thì mới gọi là ăn cái lễ đó. Nhưng mà cái chiều sâu của cái lễ là cho chúng ta có một dịp để chúng ta nhìn lại, quán chiếu lại thế nào là tạ ơn, và chúng ta đã mang ơn như thế nào, và chúng ta phải đền ơn như thế nào. Còn nếu chúng ta sống sâu sắc thì mỗi ngày cũng đều là ngày lễ tạ ơn hết á. Tại vì ngày nào chúng ta cũng mang ơn của rất nhiều người xung quanh. Thí dụ như mình sống, mình đi trên đường thì mình mang ơn cái người đã cào tuyết vào cái mùa đông. Rồi mình mang ơn những người đã giúp cho cái đời sống của mình tốt, tức là mình muốn ăn thì mình ra chợ cái có. Nhưng mà nếu không có những người trồng trọt thì làm gì chúng ta có rau cỏ chúng ta ăn. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ cho sâu thì ngày nào và lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để chúng ta nhìn lại và thấy chúng ta mang ơn rất nhiều. Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi đây Pháp Hòa nói chuyện mà đại chúng nghe rõ thì chúng ta mang ơn điện, người làm ra điện, rồi người chế ra được cái microphone, rồi mang ơn biết bao nhiêu người kẻ công người của đã xây dựng cái nơi này để chúng ta có nơi ấm cúng, mỗi tuần chúng ta tụ về để chúng ta tụng kinh nghe pháp, sửa đổi bản thân. Rồi trong khi chúng ta đang ngồi đây nghe pháp hạnh phúc thì ở dưới lầu, ở dưới nhà bếp đang có những người đang cực khổ nấu cho chúng ta để một lát nữa chúng ta có một bữa cơm chúng ta dùng. Thành thử ra cái sự mang ơn và đền ơn và nhớ ơn đó không phải đợi tới tháng 10, mà nó xảy ra trong đời sống của mình mỗi ngày. Và chính vì vậy cho nên ngày nào buổi sáng tụng kinh, các thầy ở chùa trước khi chấm dứt thời kinh sáng đều lạy cái ơn đó bằng ba cái lạy như hồi nãy quý vị nghe. Tại vì có thể là ngày thường quý vị ở nhà quý vị không có lạy, cho nên đợi ngày chủ nhật quý thầy tụng đó lên cho đại chúng có cơ hội quán chiếu để lạy. Đệ tử nhớ ơn cha mẹ sanh thành, quốc gia bảo hộ, cúi đầu kính lễ. Đệ tử nhớ ơn sư trưởng giáo huấn, tức là những người dạy dỗ cho mình, các bằng hữu. Và cuối cùng đệ tử nhớ ơn mọi loài chúng sanh. Thì rải rác trong một năm á, những cái lễ như vậy như là một sự nhắc nhở. Chẳng hạn như là mình có lễ gì nữa ha? Tháng 11 mình có lễ gì? Lễ chiến sĩ trận vong hả? Mình gọi là Remembrance Day, nhớ tới những người đã hy hiến cuộc đời cho quốc gia, cho xã hội. Rồi tôn giáo thì chúng ta có ngày, ở phương Tây thì chúng ta có ngày lễ Giáng sinh. Phật giáo thì có lễ gì? Lễ Phật đản. Nhưng mà ngộ lắm, ngày lễ Phật đản mình không chúc. Cho nên mọi nhớ mỗi năm tới cái tháng 5 mùa Phật đản gặp nhau chúc mừng Phật đản. Tại vì năm nào mình cũng phải chúc cho nó đều chứ. Gặp nhau mùa đông cái Noel vui vẻ nha. Merry Christmas, Happy Holidays. Trời trời, mình đủ chữ mình để nói hết á. Nhưng mà tháng 5 không nhớ ngày gì hết trơn. Phật tử thì có lễ Phật đản. Rồi mình có cái ngày tháng rằm tháng 7 cũng là ngày lễ nhớ ơn theo tinh thần của Á Đông. Bởi vì phương Đông thì lễ Vu Lan, phương Tây thì lễ tạ ơn.
rồi ngày có ngày của mẹ, có ngày của cha. Như vậy thì đại chúng thấy rải rác trong một năm người ta tạo những cái ngày lễ đó để làm gì? Để chúng ta có dịp chúng ta quán chiếu về những ý nghĩa của cuộc sống. Đặc biệt như là cái tỉnh Alberta mình, hồi trước do thủ tướng đề nghị là dân tỉnh Alberta có một ngày lễ gọi là Family Day. Mà trước lúc đó là chỉ có tỉnh Alberta có, các tỉnh khác chưa. Rồi từ từ lan ra. Tại vì như vậy thì Family Day để làm gì? Cũng là một cơ hội để chúng ta có dịp chúng ta nhìn lại và chúng ta quán chiếu về những ý nghĩa của cái lễ đó. Cuối năm cũng thế, chúng ta thường nói hôm nay tổ chức tất niên, rồi mấy ngày sau cái lại tổ chức tân niên. Thật sự ra ngày nào nếu không biết sống thì hết ngày là cũng có thể là ngày tất á, tất là hết á, cuối cùng á. Có những người đi ngủ xong rồi tất luôn à, ngày đó là ngày tất của người ta rồi. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta không phải 365 ngày, chỉ đó chỉ là một cái mấu chốt để giống như nhắc nhở chúng ta. Chứ thật sự ngày nào cũng có thể là ngày cuối, mà cũng có thể là ngày mới. Cái quan trọng là chúng ta có tỉnh giác để chúng ta sống với cái ngày đó. Thế thì đạo Phật là gì? Phật nghĩa là giác, là tỉnh. Đạo là con đường. Đạo Phật là con đường hướng dẫn chúng ta sống tỉnh, sống giác, chứ sống không mê. Mà muốn tỉnh, muốn giác thì có thể ngày nào chúng ta cũng sống tốt, để cho một ngày đó khi chúng ta bắt đầu cũng bắt đầu bằng một cái tốt và cuối cùng cũng tốt. Cho nên quý vị thấy mặt trời mọc ở phương Đông đúng không? Mà lặn ở phương nào? Phương Tây. Thì Phật giáo, Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, Phật Di Đà ở phương Tây, hay vô cùng tận. Bởi vì dược là thuốc, sư là thầy. Ông thầy thuốc có nghĩa là cho chúng ta sự sống như một mặt trời mọc. Và khi chúng ta sống được như vậy rồi thì chúng ta sẽ có một ngày êm ả tĩnh lặng như Đức Phật Di Đà, cho nên hướng về phương Tây. Ý nghĩa sâu sắc vô cùng. Cho nên sáng mà chúng ta biết hướng tâm mình về nẻo lành là chúng ta hướng về Phật Dược Sư. Và nếu chúng ta đã sống một ngày lành thì khi chúng ta chết thì chúng ta chết sao? Chết lành, chết đẹp, cho nên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì đâu có đợi chết mới vãng sanh. Ngày chiều hôm đó nhắm mắt lại thấy rằng tôi đã sống một ngày ý nghĩa quá, tức là ngày đó vãng sanh rồi đó. Cho nên mỗi một ngày đi qua là một ngày ta quán chiếu. Mình có con mắt đó, nó sử dụng hai lần trong một ngày. Hai lần quan trọng á. Sáng ngủ dậy mở mắt, tối đi ngủ nhắm mắt. Đại chúng mở mắt để làm gì? Đâu phải chỉ để nhìn thiên hạ không, mà mở mắt để nhìn lại mình. Xin lỗi, nhìn người và nhắm mắt là nhìn mình. Nhưng mà đa số mình nhìn thiên hạ nhiều hơn mình nhìn mình. Ít khi nào mình nhìn mình lắm. Nhỏ đó thấy ghê. Anh kia dở ẹt à, ai cũng thấy ghê với dở ẹt hết á. Mà hai cái chữ đó nằm trong người mình mà mình không hay. Mình đầy ấp chữ dở ẹt với thấy ghê á. Tại vì nếu không có mà đâu có dư cho người ta. Cho nên á, có một vị thầy mà ta hỏi, ông thầy ông hỏi cái ông đó: đạo hữu thấy tôi ngồi thiền như gì? Nói thầy ngồi thiền như đống phân bò. Rồi ông thấy ông Phật tử ông hỏi ngược là ông thầy: vậy thì thầy nhìn tôi, thầy thấy tôi ngồi thiền giống cái gì? Ông thầy nói: ồ, đạo hữu ngồi thiền giống ông Phật. Tại vì tâm thầy có Phật cho nên ông thầy nhìn ai cũng Phật.
Nhưng mà ông cư sĩ ông nghe như vậy ông khoái quá. Ông nghĩ ông thắng ông thầy rồi. Ông thầy hỏi tôi một câu: đạo hữu nhìn thầy ngồi thiền giống gì? Tôi nói ông ngồi giống phân bò, giống đống phân bò. Đi về kể cho cô em gái nghe, nói bữa nay anh trả đũa ông thầy, anh khoái quá. Nói được một câu mà ông thầy ông không trả lời được. Hỏi sao thì lặp lại câu nói, câu chuyện đó. Thì người em gái nói: sao ông không nghĩ là ông thua? Vì tâm ông thầy là Phật, cho nên ông thầy nhìn ông lúc nào cũng là Phật. Còn tâm ông đầy phân, cho nên lúc nào ông cũng thấy người khác phân hết. Cho nên cái ngày cuối năm á, không phải là mình tất niên, rồi năm mới mình tân niên, nhưng mà cuối năm đó như là một sự tri ân những gì chúng ta đã gặp, đã được trong một năm qua. Bây giờ quý vị thấy năm nào cũng chúc phải không? Năm mới chúc may mắn, chúc mạnh khỏe, chúc đủ thứ hết, mà có ai đúng hết những cái lời chúc đó không? Không có. Nói chúc mạnh khỏe nhưng mà cũng rề rề đau à, nhưng mà cũng gặp chúc. Như vậy thì chúng ta phải thấy rằng chúc thì cứ chúc, nhưng mà phước nghiệp của mỗi người, người ta chúc mình là một chuyện, mà mình có phước để hưởng cái phước, cái lời chúc đó không? Giống như bây giờ Pháp Hòa bệnh quá trời, Pháp Hòa ăn không được, mà quý vị thương, quý vị cứ nấu đồ ngon lên ăn hoài, thì em cũng cảm ơn để đó thôi, chứ bệnh hoang không được. Khi cơ thể đã bệnh thì không thể tiếp được những món ăn đó. Cũng như thế, nhiều khi phước nó, cái phước nó tới, mà giờ tự thân không có phước làm sao hưởng phước. Cho nên đừng có lo không có phước. Phước thì có rồi đó, mà cái quan trọng là mình có phước để hưởng cái phước đó không. Bây giờ muốn được cái phước đó thì chúng ta phải tu tập, phải tạo cái nhân lành mới có phước để hưởng chứ. Mình phước là dư, không có ai không có phước đâu, đừng lo, phước có. Bây giờ này có nhà nào không có gạo ăn không? Không có. Nhà nào cũng có gạo, có thức ăn đầy tủ hết, quần áo mặc không hết á. Cái quan trọng là mình có đủ thời gian để mặc không? Mình có đủ sức khỏe để đi lựa màu này màu kia để mặc không? Nhiều khi thấy mua vậy lúc, nhưng mà khi bệnh rồi là không còn có đủ sức, không còn muốn, không còn khả năng làm gì hết. Cho nên tu là gì? Tu có nghĩa là chúng ta trở về, chúng ta chăm sóc, chăm sóc cho bản thân, chăm sóc cho thân tâm của mình, chứ không có làm gì hơn hết á. Mình đi chùa tụng kinh nghe pháp cũng để một mục đích là tìm những cái phương pháp để chăm sóc cho thân tâm mình. Những người cạo đầu vô chùa tu 24/54 cả đời tu cũng để làm gì? Để có nhiều thì giờ hơn để chăm sóc thân tâm của mình và để giúp đỡ cho người. Cho nên chúng ta một năm mới rồi lại một cũ, nhớ mới ngày nào chúc mừng năm mới, cái bữa nay sắp sửa hết năm rồi, mỗi một cuối năm tháng 12 này là đầu tháng 12 là bắt đầu để dành tiền đi shopping, rồi phải ngồi ghi một cái danh sách ra coi mua quà cho ai, mà không phải mua tùm lum nữa nha. Chị này á phải mua quà gì mới đúng với chị, tại vì trước khi mình tặng quà cho ai mình phải quán chiếu người đó là ai, trẻ già nam nữ thế nào, dùng quà gì mà có thể mình nghĩ người đó sẽ có thích cái món quà đó mình mới đi mua, chứ không phải mua càng về mình tặng đâu. Thường thường mua quà cho ai là mình phải suy nghĩ người đó như thế nào để nhận món quà đó. Thì rõ ràng trong cuộc sống chúng ta có suy nghĩ về nhau chúng ta mới tặng quà. Nhưng mà tại sao chúng ta đời sống hàng ngày chúng ta thiếu những cái món quà tinh thần? Đợi mỗi một năm tặng quà, nhưng mà hàng ngày người đó cần quà lắm mà mình không tặng. Quà của mình cho người đó là gì? Đó là sự thông cảm, đó là sự lắng nghe, đó là sự ái ngữ, đó là sự an lành. Pháp Hòa ví dụ như cuối năm
Mình có thể mình nói với ba với mẹ là năm mới con chúc ba mẹ sức khỏe, an vui, sống lâu với con cái. Rồi nếu mà người nào mà dễ thương nữa, nếu trong năm qua con có làm lỗi gì làm cho mẹ ba buồn, ba mẹ bỏ tội cho con. Đó là cái đó là dễ thương lắm ấy, chứ còn ít, thường là ít ai nói câu đó lắm. Chúc không à. Chúc xong rồi lì xì trong cái bao đỏ vài trăm vậy đó. Nhưng mà rồi cái tiền đó không đủ mua thuốc tức uống nữa. Vì suốt một năm mình cứ chọc tức cái người đó không à. Đó, thành thử mình muốn cái người đó sống khỏe, sống vui thì mình phải làm sao trong một năm đó. Cho nên tặng quà đó tốt, mình có nghĩ mình mới tặng, nhưng mà đó chỉ mới có món quà vật chất. Và làm sao chúng ta có một món quà tinh thần để chúng ta đãi nhau trong mỗi ngày. Mà món quà đó là những gì chúng ta sống và đối đãi với nhau. Ở trong một ngôi chùa, ở trong gia đình, ở trong hãng làm, bất cứ ở đâu chúng ta đều có cái tinh thần là sống chung. Mà hãy sống chung thì nó phải, tại thường thường ta nói chung đụng. Thường thường cái từ tiếng Việt mình nói rất là hay là chung là phải đụng. Mà đụng thì phải đổ, phải không? Còn nếu mà không đổ thì cũng phải trầy xước. Thí dụ một cái dĩa nó rớt xuống, có nhiều khi nó không có bể nhưng mà nó mẻ. Nhưng mà nó mẻ rồi á, bỏ thì mình tiếc. Để xài thì coi nó kỳ cục. Thành thử ra trong cuộc sống của mình á, mình cố gắng, mình không để cho cái tình cảm sức mẻ. Cố gắng thôi chứ còn. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng thấy được cái thiện chí, người kia cũng nhận ra cái thiện chí của mình. Cho nên tu á, là cả một quá trình học hỏi. Tu là chính mình phải làm. Học có nghĩa là chúng ta học cách nào để chúng ta sống tốt. Cho nên chúng ta có chữ tu học. Tu tức là mình có thiện chí muốn sửa, nhưng sửa bằng cách nào đấy. Cho nên trong nhà Phật, tại sao chúng ta cứ lại Bồ Tát Quan Âm thường thôi? Ai khổ cũng biết Quan Âm hết á. Bởi vì Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Quan Âm là tượng trưng cho sự lắng nghe, sự tùy duyên uyển chuyển. Cho nên mới Quan Âm mới cầm cái nhành dương liễu. Nhành dương liễu là tượng trưng cho tinh thần biết tùy duyên, biết uyển chuyển trong cuộc sống. Cái bình nước Quan Âm cầm là tượng trưng cho sự thanh tịnh nhẫn nhục. Và thưa đại chúng, trong cuộc sống này nếu chúng ta có hai cái chất lượng uyển chuyển và nhẫn nhục thì tức khắc chúng ta sẽ trở thành một đức Bồ Tát. Và Bồ Tát này có thể lắng nghe. Người ta tới người ta nói cái gì á mà mình nghe mình nổi nóng lên liền á, tức là mình chưa có nhẫn, mình phải lắng xuống để mình nghe. Cho nên Quan Âm lắng nghe mình. Mình khổ mình kêu Ngài Quan Âm. Có nhiều khi ngồi Ngài phải ngồi đó, Ngài chịu đựng, Ngài nghe mình một tiếng đồng hồ đó, để mình kể lể những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Nhưng mà ai đó đến với mình nó thôi nín giùm tôi chút đi, nói nhiều tôi mệt quá. Cái tự nhiên người đó hết muốn nói gì rồi. Có nhiều khi người kia mới có tới muốn nói cái gì, cái mình là thôi gì nói lẹ đi. Thật ra rốt cuộc rồi á, mình lại Quan Âm mà mình không có chất lượng gì của Quan Âm á, thì người kia sắp sửa nói cái mình cúp ngang rồi. Mình biểu là có gì nói lẹ đi. Rồi người ta mới vừa nói bắt đầu thôi được rồi, nói nhiêu tôi hiểu rồi. Nhiều khi ta dạo đầu thì ta phải dạo vậy, nhưng mà nội dung một chút nữa nó tới, mình không nghe nội dung ta mới dạo đầu. Quý vị đây có coi phim Tàu phải không? Phim Tàu là cứ mỗi cuốn là 1 tiếng. Mà nhất là phim Hồng Kông, ảnh hát đâu chừng 15 phút cảnh rang chút xíu quảng cáo. 15 phút cảnh rang quảng cáo mà chừng nửa tiếng ảnh chạy chữ. Anh chạy chữ xong trở vô phim, ảnh quay lại những cái cảnh mà chúng ta sẵn sàng ngồi coi một cuộn phim 1 tiếng đồng hồ mà 2-3 lần quảng cáo, rồi chạy những cái quảng cáo mà mình ngồi.
Vậy thì tại sao trong cuộc sống nó có những cái mà người ta muốn mình cứ chưa gì hết cái mình nói cũ? Có nhiều khi coi phim cũ hay hơn coi phim mới. Thưa đại chúng, nó có những cái mà trong cuộc sống chúng ta có thể quán chiếu. Cho nên quý vị thấy là tất cả những cái ngày lễ đều là cho chúng ta có một cơ hội để chúng ta nhìn lại, nhắc nhở mình cái ý nghĩa của cuộc sống. Cho nên cuối năm cũng giống như là mình sống một ngày ngày cuối ngày vậy đó. Mình nhắm mắt lại để mình quán chiếu và mình mở mắt ra để mình bắt đầu một ngày mới. Và đạo Phật, đạo tức là con đường, Phật nghĩa là tỉnh giác. Nếu mình đi trên con đường đó, hướng dẫn cho mình đi, mình sống mà mỗi ngày mình tỉnh hơn, mình giác hơn, tức là mình đúng nghĩa rồi đó. Còn mình tu làm sao, mình theo đạo Phật làm sao, mỗi ngày mình mê hơn, mình khổ hơn thì không đúng. Tại vì mình tu trật chứ không phải Phật sai mình dạy mình trật. Cho nên nhiều khi mình tập mình làm mới cả thân và tâm của mình. Tâm của mình nó giống như một khu vườn vậy đó, mỗi ngày mình phải chăm sóc. Có nhiều khi mình không có cần làm gì nhiều đâu, chiều sáng ra nhìn chút coi có lá nào rụng bóc lên, có miếng rác gì bóc lên, có một hai cọng cỏ dại nhổ lên, cái tự nhiên cái vườn nó đẹp à. Thì tâm hồn mình cũng vậy thôi. Những cái tật của mình cũng vậy thôi. Mình có cái tật gì đó thì mình cố gắng mình chuyển hóa nó đi, để cho cái tật đó nó được. Thật sự ra thưa đại chúng, làm mới là gì? Không phải là vứt cái mới, không cần, không phải đi tìm người mới, mà làm sao chúng ta sửa lại những cái gì mà nó đã nghe nơi đó đó, nó cũ đó mà sửa lại. Cũng giống như là cái nhà mình ở vậy đó, mình cất lên rồi mình phải thường xuyên maintenance, tức là mình thường xuyên bảo quản, bảo trì. Rồi chỗ nào hư thì chúng ta sửa lại. Cho nên hạnh phúc người ta thường dùng cái chữ xây dựng. Muốn xây thì phải dựng, trước hết là phải dựng rồi mới xây. Giống như mình phải dựng sườn, dựng móng rồi lên, rồi bắt đầu từ đó chúng ta xây lên. Và một khi mà nó hình thành rồi thì chúng ta phải bảo trì. Thì nếu chúng ta nhìn kỹ thì tu hành chỉ có bao nhiêu việc. Mình làm sao mỗi ngày mình thay đổi, chuyển hóa nơi tự thân, tự tâm mình. Nếu mình vô chùa mình sống mà mình thấy rằng sao tôi, cái tật của tôi nó y chang vậy, là mình biết là mình chưa chuyển hóa gì hết. Nhưng mà cái người thân của mình đó phải hộ trì cho mình. Hộ trì làm sao để cho mình thay đổi tốt. Cuối năm là một cái dịp để chúng ta quán chiếu. Chữ quán là gì? Chứ là nhìn cho kỹ, chiếu là soi. Chữ quán là nhìn kỹ, chữ chiếu là soi. Quán chiếu tức là mình soi, tức là mình đưa cái ánh sáng tỉnh thức đi vào cái vấn đề rồi chúng ta nhìn kỹ. Cái chữ quán chiếu sâu sắc lắm. Nếu không có tỉnh giác thì mình không thể chiếu soi được. Cho nên quý vị thấy, quý vị có nhớ là theo cái thông thường mình hiểu là Bồ Tát Địa Tạng ở đâu? Theo cái hiểu của mình bình thường là Bồ Tát Địa Tạng ở đâu? Ở địa ngục. Mình cứ nghĩ Bồ Tát Địa Tạng ở địa ngục mà thôi, tạm thời là mình cứ nghĩ là Bồ Tát ở địa ngục đi. À. Nhưng mà trên tay Bồ Tát có cầm cái gì? Có cầm cái viên minh châu, là tượng trưng cho trí tuệ, hiểu biết. Trên tay này cầm một cây gậy sắt, gọi là tích trượng đó, tượng trưng cho sự kiên cố. Nếu lòng của chúng ta tối tăm, dày đặc sự buồn khổ và chấp trước, tức là chúng ta ở địa ngục. Bởi vì địa tạng là tượng trưng cho tâm, mà tâm ở địa ngục
Mà một khi mà tâm được soi sáng bằng minh châu, bằng tích trượng, thì tâm đó tự nhiên lên thiên đường. Cho nên kinh Địa Tạng thuyết ở cõi trời, Địa Tạng lên trời. Cái câu nói vậy đó. Chữ trời có nghĩa là cái hướng thượng. Khi mà tâm chưa biết gì hết thì ở địa ngục. Một khi tâm biết hướng thượng, tức là tâm hướng về thiên đường. Rồi bây giờ mình nói là mình bắt đầu một năm mới. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu năm mới bằng cách nào? Hay là mình chúc nhau năm mới xong rồi ngày mai cái bắt đầu cũng trở về y như cái ngày hôm qua, thì năm mới cũng như năm cũ. Chúc là chúc vậy thôi, chứ còn cái chất lượng của tự thân của mình. Cho nên người ta chúc tụng mình, đó là cái lễ, cái giao tiếp. Và đó là người ta đã dâng tặng cho mình cái ái ngữ đầu năm rồi đó. Bây giờ mình có tiếp nhận lời đó không? Tiếp chứ, ai chúc mình thích lắm. Thì bây giờ tiếp đó đi, rồi làm sao chúng ta sống để cho cái ngày đó, cái năm đó có ý nghĩa. Thôi thì hôm nay chúng ta gặp nhau nhân cái ngày cuối năm, thì Pháp Hòa xin thưa đại chúng là theo cái tinh thần của nhà Phật, ngày nào cũng là ngày năm mới hết, và ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng. Cho nên tất niên á, nó là một ngày thôi, chứ không có hai ngày. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nói tất nói tân để làm gì? Mỗi ngày chúng ta phải hướng tâm về Phật Dược Sư, tức là chúng ta phải hướng tâm mình xa sống cho trong sáng, để rồi tối chúng ta nhắm mắt chúng ta ngủ, chúng ta có cơ hội nhìn lại ngày hôm nay mình đã sống như thế nào. Và nếu ngày hôm nay mình sống dở thì mình nguyện ngày mai mình sống tốt. Đó là chúng ta biết cách tất niên và tân niên đó. Còn tổ chức ăn mừng một cái ngày đó, xin lỗi, ăn xong rồi đứng dậy đi về vài tiếng sau là xong rồi đó. Ngon cỡ nào nó cũng xong hết trơn á. Nhưng mà chúng ta phải làm sao cho cái hương của cái năm mới đó nó còn ở trong ta. Và có một vị thiền sư làm một bài thơ như thế này. Bài thơ dài lắm, nhưng mà Hòa chỉ đọc cho đại chúng nghe 4 câu để với cái nhìn của người tu về năm mới. Ô hay, xuân đến bao giờ nhỉ? Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình. Sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tin. Nhiều khi cái ngày mới, cái hạnh phúc đó nó đang ở trước mặt mình mà mình không biết, cho nên mình mới giật mình. Ô hay, xuân đến bao giờ nhỉ? Xuân đến rồi mình không hay. Đến đợi khi nào mà mình thấy hoa nở mình mới biết đó là xuân đến. Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình. Nhưng mà cái đạo lý để sống là sáng nay thức dậy choàng thêm áo. Mỗi một ngày mình thức dậy là một ngày mới đó, là một năm mới của mình đó. Và mình sẽ thấy rằng vũ trụ muôn đời vẫn mới tin. Mà khi mình thấy được như vậy thì mình sẽ làm cho người mình nó tỉnh và nó hạnh phúc. Nó tươi ra, nó không còn héo mòn. Và tu Phật là phải như vậy. Phải làm sao cái ngày cũ này của mình sẽ được nối tiếp ngày mai một ngày mới và ý nghĩa. Ai cũng có sẽ lầm lỗi, nhưng mà không có vấn đề là nếu chúng ta biết phục cái lỗi của mình, cái đó mới là cái tốt. Chứ còn ai mà không có lỗi, ai mà không có những cái sai lầm, ai mà không có những ngày cũ rích. Nhưng mà cái ngày cũ đó nó phải được làm trở lại bằng một ngày mới của ngày mai. Ngày nào cũng 24 giờ thôi, không có hơn đâu. Cho dù mình có thương cái ngày đó cũng không kéo dài ngày đó ra 25 tiếng. Tôi ghét cái ngày hôm nay quá, ngày hôm nay buồn quá, cũng không thể làm ngày hôm nay ngắn hơn được. Mỗi ngày đúng 24 giờ. Thì cái quan trọng là
làm sao tôi sống với 24 giờ này đấy. Cho nên có nhiều người nói như thế này: tôi đi kiếm việc làm để tôi giết thời gian. Thời gian đâu có tội tình gì mà phải giết. Mà hơn nữa mình cũng chẳng giết được thời gian đâu. Thì thay vì như vậy, mình nói vậy thì một cái câu đó nó tiêu cực ở trong người mình, nó lân lân lên liền. Bây giờ mình nói một câu tích cực hơn: làm sao tôi sử dụng 24 giờ này nghiêm túc. Cho nên tất cả là do ta. Nếu chúng ta biết bắt đầu một ngày mới bằng một câu mát mẻ thì tự nhiên ngày đó mát mẻ à. Thí dụ như sáng ngủ dậy mà thở cái khì, trời ơi thêm ngày nữa hả. Trời, cái ngày nó trắng phèo. Có nhiều chỗ mình đi mình chán quá đó phải không? Mình định, mình nghĩ là tới chỗ đó vui lắm, mình bút vé đi một tuần. Ở đâu được có 2-3 ngày là nó chán nhách rồi. Các bạn nói trời ơi còn thêm ngày nữa hả, là bắt đầu ngày lê thê. Rồi ngày mai lê thê. Nhưng mà nếu một mình mở mắt ra, ồ được thêm một ngày. Tại vì có nhiều khi mình đi về rồi là không bao giờ có cơ hội trở lại ngay chỗ đó nữa đâu. Cho nên phải tận hưởng. Cho nên quý vị biết, thường thường mà đi đến đâu á, ít có khi nào mà Pháp Hòa lo lắng gì nhiều. Tại vì Pháp Hòa biết là mình không chắc là mình có cơ hội trở về đâu. Cho nên mình phải an trụ trong từng bước. Còn cái chuyện mà mình được cái duyên tới nữa là cái bonus. Còn mỗi ngày mình chỉ có nhiêu đó thôi. Thôi hôm nay nhân dịp cuối năm, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái cách làm sao chúng ta làm mới bản thân mình mỗi một năm. Và nhớ là mỗi một cái dịp lễ chỉ là sự nhắc nhở để chúng ta có khái niệm và nhắc nhở chúng ta trong cái ý nghĩa của sự sống. Bất cứ lễ nào cũng có ý nghĩa của nó, và để một sự nhắc nhở cho tất cả chúng ta. Cầu chúc đại chúng cuối năm được vui vẻ, năm mới cũng được vui vẻ, và ngày nào cũng là ngày hạnh phúc để chúng ta sống và làm hạnh phúc cho nhau. Mình sống không phải chỉ có mình, mà mình còn biết nghĩ thương tới người khác. Sống tốt, sống vui, tức là mình đã là món quà tặng cho người khác rồi đó. Thí dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ á, mình tới dự một cái bữa tiệc, mình không thích cái người kia, nhưng mà bây giờ nếu mình gây với cái người đó, tức là mình làm cho cái người mời mình tới ăn á, họ vui nè, rồi cả những người tiệc khác cũng không vui, thôi nhịn cái người kia, phải không? Để cho cái buổi tiệc nó được trọn vẹn. Tức mình nói ví dụ vậy đó, tức là một chút đó thôi, thì tự nhiên là mình đã tặng, là tặng phẩm cho tất cả rồi. Cho nên thưa đại chúng là mỗi ngày á, quý vị quán chiếu vừa nhìn vô cái bữa ăn. Đi vô tiệm á, trước khi chúng ta gọi một cái món ăn chính là chúng ta thường gọi một món khai vị, tức là appetize. Rồi sau khi mình xong rồi bắt đầu mình ăn món chính. Rồi thưa là sau khi ăn món chính xong rồi mình ăn gì nữa, mặc dù đã no. Ăn dessert, tức là ăn la sét. Có nhiều khi á, đi ra tới cửa cũng bóc cục kẹo để miệng cho nó ngọt ngọt thơm thơm. Thì thưa đại chúng, chỉ bao nhiêu đó thôi là đủ cho chúng ta quán chiếu về sự tu hành của mình. Chúng ta hãy bắt đầu một ngày mới nhẹ nhàng như một món khai vị. Và rồi chúng ta bắt đầu sống với nhau như một món ăn chính. Và chúng ta sẽ kết thúc như một viên kẹo của cuối bữa ăn. Cuộc đời nó như một bữa ăn vậy. Và đại chúng có thấy là bước vô ăn và cuối bữa ăn, và thậm chí ăn có dư thì làm gì ha? Gói đem về. Rồi tiếng ở bên Mỹ thì người ta không có kêu là tả báo, ta kêu là to go. Lấy hộp to go. Thì cái cuộc sống của mình cũng thế thôi. Có nhiều lúc mình hãy bắt đầu một ngày mới nhẹ nhàng và rất nhỏ nhẹ như là một miếng khai vị vậy. Có nhiều khi có một cuốn chả giò khai vị thôi, hay một cuốn bì cuốn để khai vị thôi, rồi bắt đầu mới ăn cái món chính. Mặc dù đã no rồi, nhưng mà chúng ta rất thích có một miếng bánh gì đó, miếng kem để sau bữa ăn. Cũng như thế.
Chúng ta bắt đầu ngày đó và cuối ngày đó bằng những cái nhẹ nhàng như vậy. Chúng ta đi vào đời từ những từ bằng một em nhỏ ngây thơ, rồi bắt đầu khôn lớn, rồi va chạm, rồi cuối cùng thì biết không, nằm trên giường chờ đợi từng hơi thở cuối cùng, nhiêu đó thôi. Có người nào mà chết ở trên giường mà gọi là hung hăng chửi bới rồi tắt thở không? Ít lắm, hiếm lắm. Hung hăng cỡ nào rồi cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng bằng những hơi thở, và thậm chí chờ từng giây phút, mà thậm chí mạng sống nó nhìn vô từng cây kim á, thấy cái đồng hồ tim mạch của mình chạy đến khi nào mà nó rè rè vậy là biết xong rồi đó. Cho nên anh hùng cỡ nào rồi cũng rè cỡ đó thôi. Rồi chúc đại chúng thấy cái đó rồi chúng ta quán chiếu để chúng ta sống lành, sống tốt hơn. A Di Đà Phật. Chúng ta thường nói ăn ở, phải không? Nhà thì mình ở, và mỗi ngày chúng ta ăn. Như thế thì người Việt chúng ta đã dùng cái từ là ăn ở sao cho coi được. Cái câu đó nó sâu sắc lắm. Nó không có nghĩa là ở nhà cao cửa rộng, nó không có nghĩa là ăn ngon mặc đẹp, mà chúng ta ăn ngon thì chúng ta phải xử sự với nhau cho đẹp. Thì ông Táo là cái người coi sự ăn ở của mình, coi cái đạo đức của mình để ghi chép rồi tấu trình. Cho nên nó mỗi năm chúng ta tiễn, có nghĩa là chúng ta đưa cái cũ, rồi chúng ta chuẩn bị đón cái mới. Thường thường Việt Nam mình á, cả năm không lau cửa sổ, đợi Tết mới lau. Mà quý vị để ý, có nhiều khi Pháp Hòa khổ nghe lắm. Quanh năm thôi mình chia việc ra mình làm đi không, cứ đợi cuối năm làm à. Một lần nhưng mà làm từ trên xuống dưới, làm ngày này qua ngày kia. Nhưng mà nó có cái không khí mà thấy nhộn nhịp. Thì chúng ta phải quan niệm là đưa ông Táo rồi, đưa ông Táo đi rồi, và mình phải cúng nha. Cúng chi biết không? Để ông lên ông nói tốt. Này giống hơi lộ. Lên ông nói tốt. Rồi trong cái mâm cúng đó đó, chúng ta bày chè, xôi, bánh mứt gì cũng được. Nhưng mà trong đó mình có cúng con cá chép. Mà đúng luật là mình phải đi mua 3 con cá chép, cúng xong rồi đem ra sông thả, gọi là phóng sanh, tạo phước. Có người thì quan niệm là thả cá chép để ông Táo cởi cá chép về trển. Nhưng mà cái chữ cá ở đây là gì? Bởi vì con cá, mà đặc biệt là phải là cá chép, bởi vì con cá chép nó có khả năng, nó vượt tất cả những cái khó khăn để nó đến được cái gì? Cái vũ môn quan. Hôm nào mình sẽ nói chuyện cá chép. Trong con cá chép đó nó ngậm một hạt ngọc để nó vượt tất cả những chướng ngại, để nó đến được cái chỗ gọi là cá hóa long. Khi nó đến được vũ môn quan là nó hóa long. Cũng như thế, trong cuộc sống hàng ngày, 3 thế hệ, cha mẹ, ông bà, cha mẹ, con cái, phải cùng nhau, mỗi người ai cũng có một hạt ngọc, tức là một cái bầu tâm huyết để vượt mọi khó khăn, để hóa những cái khó khăn thành ra những cái gì? Sự học hỏi, là đến đó là chúng ta hóa long. Ý của cái câu đó muốn nói là để chúng ta vượt cái khó khăn đến cái chỗ an vui. Quý vị thấy con cá là nó mềm mỏng, nó lướt được hết. Cho nên ở nhà chùa mới khắc cái mỏ bằng con hình con cá. Khắc hình con cá trên cái mỏ là tượng trưng cho người tu của chúng ta phải uyển chuyển mềm mại, có thể lách lướt tất cả mọi khó khăn bằng sự tỉnh giác của mình. Vì cá ngủ không có nhắm mắt. Con cá nó không có nhắm mắt là tượng trưng cho chúng ta luôn luôn phải tỉnh giác, tỉnh thức để vượt tất cả mọi khó khăn và uyển chuyển. Chỉ có người nhu nhuyễn uyển chuyển mới có thể thành công được việc lớn.
Cho nên cái ý nghĩa tiễn ông Táo và rước ông Táo tượng trưng cho đưa cái cũ để làm gì? Đón cái mới. Và chúng ta thường dùng cái từ tiếng Hán là tống cụ nghinh tân. Mỗi một năm mình tiễn cái cũ đi. Thật sự ra nhà mình năm nào không chuyện này cũng chuyện kia. Bởi vì sao? Bởi vì chung thì phải chạ. Chung chạ đó là nó chạm với nhau, chung thì đụng. Không, hợp bàn thì phải cãi. Bàn cãi, chung đụng. Nó có cái điện, nó cái gì nó cũng có cái mặt sau của nó. Tiền thì bạc, tàu thì bè, xe thì cổ, máy thì móc. Cho nên hiểu được như vậy, cho nên chúng ta hoan hỷ thả hết. Xả ra hết cũng giống như mình lấy cái chép mình thả vô nước vậy. Thả ra cho nó trôi trong dòng nước, để nó lướt tất cả những khó khăn nó tới cái vũ môn quan, để nó hóa long, tức là mình chuyển hóa bản thân và gia đình. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu được cái ngụ ý, hay là chúng ta tìm ra được những cái đạo lý trong đó, thì chúng ta có cúng cái đó, mượn cái sự để hiển cái lý. Nhà Phật dùng cái tiếng gọi là mượn cái sự để hiển cái lý, mượn cái giả để nói cái chân. Cũng giống như mình nói là người Việt Nam của mình, lúc nào mà hội họp thân tộc dòng họ đến là lúc nào? Chỉ khi nào cúng dỗ. Vậy thì mượn cái ý nghĩa cúng dỗ để huynh đệ gia đình mọi người sum họp lại. Còn không có cái dỗ thì ít khi nào. Đám cưới thì lâu lâu mới có, mà thí dụ người nào đông con 20 năm cũng hết. Cưới mọi người năm gả đi cũng hết. Nhưng mà dỗ thì sao? Hoài hoài. Cho nên mượn cái dỗ để làm cái ý nghĩa để mà tụ họp gia đình. Còn cái ý nghĩa gì nữa? Hồi nãy Pháp Hòa thưa với đại chúng, ông Táo là cái người coi chuyện ăn ở của mình. Vậy thì chúng ta mỗi ngày chúng ta phải ăn ở như thế nào? Và cái chữ ăn ở đây không chỉ có nghĩa là mình ở và ăn thường lệ, là cái cách chúng ta hành xử và sống với nhau. Không phải chỉ người thân mà luôn cả những người xung quanh. Ông Táo ghi hết. Còn nữa, cái nhà bếp á, là cái nơi mà quy tụ gia đình. Quý vị để ý, ngay ở trong chùa, Phật tử mà lên thắp nhang lại Phật, cho dù chùa nào mà có 10 cái bàn thờ, Phật tử đó bỏ thì giờ ra lại 10 bàn, mỗi bàn 3 lạy, rồi cho thắp nhang khấn vái gì cao tay lắm là chắc nửa tiếng tới 40 phút lặn vòng rồi đó nha. Rồi suốt cả ngày cứ lẩn quẩn dưới bếp. Rồi ở nhà của mình, nếu hôm nào mình mà nghỉ làm mà không đi làm của mình ở dưới bếp mấy lần. Rồi hôm nào mình đi làm về, dù ngày thường đi làm mệt mỏi, nhưng mà mình để ý của mình ở dưới bếp mấy tiếng. Đi về là mình nấu ăn nè, nấu ăn xong phải rửa dọn nè, rửa dọn xong rồi phải làm gì nữa? Chuẩn bị thức ăn để ngày mai đi làm. Chưa hết, sáng ngủ dậy trước khi đi làm vô bếp một cái. Ngoài cái chuyện pha cà phê, pha trà còn làm gì mấy ông? Dở cái freezer coi chiều nay ăn gì, chuẩn bị bỏ xin tiếp. Như vậy thì quý vị thấy mỗi ngày chúng ta liên hệ tới cái bếp. Mà cái bếp mà còn nổi lửa, còn có nấu, có nghĩa là gia đình mình đang đầm ấm. Mà ông bà mình ngày xưa thường dùng cái từ là hãy giữ lửa trong nhà, bởi vì lửa đó là hạnh phúc. Nếu nhà mình còn nấu cơm, có nghĩa là còn người ăn cơm. Mà còn người ăn cơm ăn lúc nào? Ăn buổi chiều, vì buổi chiều là giờ sum họp cả gia đình. Cho nên cái buổi cơm trong gia đình rất quan trọng. Có thể chúng ta ở đây đi làm 7 ngày hay 6 ngày hay 5 ngày, cái cơ hội ăn cơm chung nó hiếm.
Nhưng nếu mà chúng ta sắp xếp được ngày chủ nhật buổi chiều không ai còn đi làm đi học, làm sao có được một buổi cơm chiều với nhau ít nhất một tuần một lần. Đó là nói ít nhất. Chứ còn nếu không là tốt nữa là mỗi ngày. Tại sao? Tại vì bữa cơm đó là cái bữa cơm sum họp. Khi cái người nấu là họ nấu bằng cả cái tình cảm của người ta. Pháp Hòa ví dụ, có bao giờ mấy cô nấu ăn mà biết chồng mình không thích mà cứ nấu món đó không? Thường thường mình nấu món gì á, là mình biết một trong những người thân của mình thích những cái món này mình nấu. Thí dụ như chồng mình thích rau xào này, con mình nó thích món canh kia, thì thường thường mỗi ngày mình nấu hầu như 3-4 món đó phải có món cho một người. Và nhiều khi cả gia đình cùng thích, cho nên cái món đó mình thường nấu nhất. Mà thường nấu cho nên mình sao? Điêu luyện. Như vậy thì thưa đại chúng, khi chúng ta nấu ăn là một pháp thực tập, một lúc chúng ta bày tỏ tình cảm. Cho nên nếu ai có ăn bữa cơm đó, nếu mà biết cái món canh đó là vợ hay người nào đó nấu cho mình, nhưng hôm nay nấu lỡ tay hơi dở, chúng ta phải ăn cái tình cảm đó, mà chỉ đừng có ném cái thức ăn đó không, chê cái người ta mất hết trơn. Cả buổi chiều người ta mệt, giờ ta nghe xong ta mệt hơn. Cho nên mình phải thấy cái người nấu ăn là bằng cả cái tình cảm của người ta. Và đôi khi trong khi đứng nấu mà nhắc tới người đó, con trai tôi nó thích ăn món này lắm, con gái tôi nó thích ăn món này lắm. Tại sao Pháp Hòa biết? Tại vì nhiều lúc mấy bác vô chùa nấu, Pháp Hòa nghe câu đó. Thậm chí mấy bác biết Pháp Hòa thích cái món đó, mấy bác hay để dành cho cái món đó và nấu cho món đó. Tuần rồi bác cho Diệu Từ làm bánh dày đậu, bác làm rất là ngon. Mà lúc nào bác mà làm á, thì Pháp Hòa cũng sẽ có vài cái mà bác sợ mình để trước đó, mà bác sợ mình không biết, để thêm chữ nó phần thầy. Dễ thương lắm. Mà bác nào trong chùa cũng vậy. Bác Trúc Hiền là biếu và thích ăn lá tía tô, cho nên lúc nào có lá tía tô bác hay để dành cho vào vài lá. Thí dụ vậy. Cho nên tất cả những cái món ăn mà nếu người thân của mình làm ra cho mình á, thì chúng ta phải nên nhận diện rằng người đó đã làm việc này bằng tất cả tình thương của người đó. Quý vị để ý đi, rồi quý vị sẽ thấy. Cho nên nấu ăn là cái giờ phút bày tỏ cái tình cảm và tình thương của mình. Vì vậy cho nên khi ăn, chúng ta đừng ăn qua loa. Có nhiều khi trong một bữa ăn, chồng vừa ngồi xuống ăn mấy miếng thì đứa con nó đứng dậy nó đi. Đứa con một nó đứng dậy nó đi, thì lát cái đứa ba nó nhào vô nó ăn. Cho nên bữa ăn đó cứ nghè người ra người vô, giống như tu go vậy. Take in với take out mà rốt cuộc không có cái cơ hội. Quý vị thấy ở Việt Nam mình á, chồng mà đi đâu á, con mà đi đâu á, là cái mâm cơm đã chờ. Có nhiều khi chờ đến nguội lạnh. Cho nên người ta hay trách với nhau á, ông đi đâu mà để tôi chờ tới cơm canh nguội lạnh. Đó là bởi vì cái mâm cơm đó là để tượng trưng cho sự chờ đợi về sum họp một nhà. Cho nên giữ lửa hạnh phúc bằng một bữa cơm trong gia đình. Rồi bây giờ ở cái xứ này á, cái chuyện đi làm ai cũng đi làm, và đi làm 8 tiếng giống nhau, mà mệt mỏi thì cũng giống nhau. Cho nên về nhà chúng ta cũng cùng sớt chia công việc. Vợ nấu, chồng lặt rau, dọn dẹp, con cái chuẩn bị một bàn ăn. Ăn xong rồi cùng nhau rửa dọn. Ngay ở trong chùa cũng vậy. Bữa ăn á, là đại chúng phải đầy đủ rồi mới bắt đầu ăn cơm. Khi ăn xong rồi á, người nào ăn rồi cũng không đứng dậy trước, phải chờ. Tại sao? Tại vì rất có thể chút xíu nữa đây sẽ có những thông báo công việc ở trong chùa.
Mình đi rồi lát sao mình nghe sự thông báo đó. Cho nên ở đây mỗi lần mà Pháp Hòa muốn thông báo gì với các Phật tử mà thân tín gọi là thường lui tới trong chùa làm công quả, Pháp Hòa chờ giờ ăn. Giờ ăn mọi người đủ hết rồi, nhiều lúc muốn nói gì cái ngó lại cái con bác vô lấy canh. Rồi bác kia mới ngồi xuống, cái bác kia đứng dậy đi lấy rau. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa muốn thông báo gì, Pháp Hòa phải ngó trước ngó sau chờ đủ hết mọi người rồi. Rồi nhiều khi mình thấy là bây giờ có một hai người đã rời khỏi cái bàn, cái phải dùng tới cái microphone để làm sao mọi người đều nghe được cái thông báo đó. Ở trong chùa cũng như một cái gia đình, mà gia đình tâm linh, mà gia đình này gia đình lớn. Cho nên nhiều lúc đó, mình trừ bữa nào quá bận việc hoặc là bệnh tật thì không có xuống cơm chiều thôi, chứ thường mấy chú đi là đi học về là Pháp Hòa thường có mặt trong buổi cơm chiều để cùng với nhau có một bữa ăn với nhau. Ở đây quý bác quý cô mỗi khi nấu ăn là luôn luôn nhớ tới à sư cô này không ăn cái này ăn cái kia, là luôn luôn chừa hết và nấu theo cái khẩu vị của cái vị đó. Cho nên khi mình thấy như vậy, mình biết như vậy là mình phải trân trọng, tại vì những vị đó đã đến với mình bằng tất cả tình thương. Người ta có quyền không khe, mình ăn được ăn ấm được thôi, nhưng người ta không làm như vậy. Người ta luôn luôn quan tâm tới cái khẩu vị của mình và nấu cho mình, thì chúng ta không nên phí. Và cái bữa ăn nên ngồi lại ăn với nhau, và ăn xong rồi cùng đứng dậy, đừng có người trước kẻ sau. Các em nhỏ có ăn cơm, đừng có cho nó cầm cái iPhone theo, đừng có mang cái iPad theo. Người lớn thì hãy tắt cái TV, cất cái tờ báo. Xong bữa cơm rồi, tờ báo cũng còn đó cho mình đọc. Tại vì nhiều khi mình ăn cơm gia đình mà mình nhìn tờ báo, cho nên rồi lo đọc báo cái nuốt chữ, cho nên ăn cay không biết, lạc không hay, mặn không biết. Coi như ăn gọi là người tiếng Hán nó gọi là thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết hương vị gì hết, uổng lắm. Hôm trước Pháp Hòa có thưa với đại chúng là cái cách ăn của người Việt mình đó, ăn toàn diện. Ăn toàn diện là ăn sao? Mắt ăn, mũi ăn, tai ăn, miệng ăn. Pháp Hòa ví dụ nha, mình làm một cái dĩa rau hay là dĩa gỏi trưng bày cho đẹp, mắt nhìn hấp dẫn, mắt ăn. Xong rồi gắp cái miếng rau để vô miệng, rau giòn, miệng nhai, tai nghe. Miệng ăn, tai ăn, mắt ăn, ngửi mũi mùi thơm. Cái đó gọi là ăn toàn diện. Rồi bây giờ ăn dân chủ nha. Dọn một bàn ra hết đó, tùy ý ai thích món gì ăn món đó, không ngày ép, gọi là ăn dân chủ. Ăn gì nữa biết không? Ăn cộng đồng nha. Dọn một mâm cơm bốn người, để cái đôi đũa công cộng ở đó, ai cần thì gấp để vô chén của mình, không có lấy đôi đũa của mình tránh múc vô trong cái thức ăn chung. Ăn cộng đồng nhưng mà ăn khoa học, ăn vệ sinh. Đó, quý vị thấy mâm cơm của người Việt chưa? Một mâm cơm mà dọn ra là ăn toàn diện. Ăn toàn diện là đưa cái miếng gỏi vô, giòn giòn, biết, ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn. Ăn một miếng kho, mặn dịu, cay cay, thơm thơm, mắt, tai, mũi, miệng, ăn một lúc. Ăn toàn diện, ăn dân chủ, ăn cộng đồng, ăn khoa học, mỗi người chén chấm. Và nếu như chỉ một chén thì phải lấy cái muỗng để vô chén của mình, chứ không có nhúng đồ đó. Ăn lẩu thì phải có một cái đồ vớt riêng và cái muỗng riêng, chứ không có ai mà đưa đôi đũa vô ăn xong chể cái đôi đũa vô gấp rau đã vậy rồi còn gấp cho người này gấp người kia nữa. Cái đó
không có hộp vệ sinh. Ăn toàn diện, ăn cộng đồng, ăn dân chủ, ăn khoa học, ăn vệ sinh. Ăn khoa học là ăn sao? Hễ món chiên là phải lót lên xà lách, tại vì chiên là nóng mà xà lách là mát, nó quân bình. Một bữa ăn mà nhiều món khô phải có món canh để nó tươi nhuận trở lại. Nấu canh là bẹ xanh thì phải để miếng gừng, tại vì âm một cái thì nó quá hàn, mà nếu hàn có nó phát lạnh, cho nên phải sắc miếng gừng để vô trong nồi canh, canh gì, canh cải bẹ xanh, để cho cái nó quân bình, cái âm dương trong cái nồi canh đó, gọi là ăn khoa học. Như vậy thì quý vị thấy là cái bữa ăn nó quan trọng. Việt Nam mình thường nói bữa ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu là ăn dở. Cho nên hồi xưa bà nhớ ở trong luật Sa Di á, dạy như thế này: một bữa ăn người ta nhìn mình ăn là người ta nhìn được cái tư cách sống của mình. Vì trong khi ăn nó biểu lộ cái bản tính của con người. Cho nên khi ăn là phải ăn từ tốn. Và người Việt của mình ăn là phải thưa mời. Có nhiều khi mình nói sao khách sáo, nhưng mà thưa không phải. Nếu mà mình con mình còn nhỏ đó, nếu mà lỡ mà mình trước kia gia đình mình có thói quen là không có mời gì hết á, vô ăn thì thôi lỡ rồi. Cái đó là ống cụ đi. Bây giờ chuẩn bị nghinh tân nè, con cháu mình bây giờ nó còn nhỏ đó, lập tức dạy nó liền. Mỗi bữa ăn nó chỉ cần mời chung cũng được, mời ba, mời mẹ, cả nhà dùng cơm cũng được, nếu mà không muốn mời từ trên xuống dưới. Nhưng mà phải cho nó mời, tại vì như vậy để nó hiểu khi nó muốn ăn gì nó phải mời. Ở đây mà mỗi lần mà ăn uống là Pháp Hòa dạy mấy chú có mời chưa. Nhiều khi ăn sáng đi học nhưng mà có quý bác ngồi xung quanh, con mời quý bác ăn sáng. Tức là mình ăn mà mình phải ngó người xung quanh. Ông bà mình thường nói ăn coi nồi ngồi coi hướng. Mà thường thường hồi xưa ăn cơm là ngồi có thứ lớp đó. Mẹ với em gái thường ngồi gần nồi cơm. Để chi? Để bới cơm. Ở trong chùa á, người nào lớn ngồi trên, người nào nhỏ ngồi dưới. Dù lớn tuổi đời nhưng mà đi tu sau tu muộn cũng ngồi sau cái người trẻ tu trước. Bởi vì vô đạo rồi là tính tuổi đạo chứ không tính tuổi đời. Ai tu trước ngồi trước. Ngay cả ra tụng kinh cũng vậy. Quý vị nhìn cái thứ lớp ngồi là quý vị hiểu ai trên ai dưới, ai lớn ai nhỏ. Cho nên Pháp Hòa xin thưa là trong cái gia đình của chúng ta, cái bếp đó, nó ấm cúng. Con cái mà nó đi đâu về nhà mà nó thấy có mẹ ở nhà thôi là nó happy rồi, nó vui rồi, nó biết là nó không đói. Lỡ không có gì ăn mà chỉ cần nó nói mẹ con đói bụng là lập tức bà Táo có mặt. Mà khi mình nấu cho con ăn đừng có chửi, đừng có cằn nhằn. Tại vì nếu mà cứ như vậy hoài đó, nó sợ, nó không dám nói nữa, thì nó đi ra ngoài nó ăn. Mà nó ra ngoài nó ăn thì bắt đầu mình chửi. Mình nói phí của ăn hao tiền, mày biết ra ngoài bột ngọt nhiều lắm không? Mà nói nhà nó ăn không chịu nấu làm sao? Phải không? Cho nên á, cái bếp mà còn nấu nước trong gia đình thì mình biết gia đình đó còn đầm ấm. Và ông bà mình thường dùng cái từ là đừng để bếp nguội lạnh. Ăn to go là lâu lâu bận việc mới mua thức ăn về ăn, chứ còn thông thường là nấu nướng. Và nếu như mà quý vị nhìn cái sinh hoạt buổi chiều của gia đình đó, và quý vị để ý, người ta làm thơ viết nhạc, người ta nói lên những cái cảnh đầm ấm của gia đình, ta nói sao? Khói lam chiều. Nhìn cái nhà nào mà có khói lên từ cái mái nhà đó, cái dàn bếp đó, là biết gia đình đó đang sum họp. Quý vị đọc thơ văn,
Quý vị nghe nhạc nói lên cái đầm ấm của cái gia đình đó là điều nói lên xa xa kia có một mái nhà tranh, bếp lửa hồng đang lên và khói lam chiều đang lên gì đó, để nói lên cái đầm ấm của cái gia đình đó. Cho nên một nhà sum họp sớm trưa, gió chăng mát mặt, muối dưa chay lòng, bốn bề gió mát mênh mông, triều dân hôm sớm mây lòng trước sau. Những câu đó ở trong truyện Kiều, và cụ Nguyễn Du đã diễn tả. Chúng ta có thể lấy những câu đó để hình dung được cái hình ảnh đầm ấm của một gia đình. Đặc biệt là bây giờ con cái lớn hết rồi, ra riêng hết rồi, còn hai bà già ở nhà thì nhớ tìm cách là ăn cơm chung. Có nhiều khi phải chờ từ sáng tới chiều, bây giờ ông đi đâu mà tôi chờ cơm, phán cho ông câu, chờ làm gì? Trời ơi thiệt, hồi nãy chờ mâm cơm nó lạnh mà nghe câu đó nó còn thêm chữ ngắt, nó lạnh ngắt. Không? Phải chi mình nói tôi xin lỗi tôi về trễ, phải không? Thì đâu có chuyện gì. Hay là nói thôi lần sau tôi mà thấy tôi về trễ bạn trước, hay là bạn ăn lót dạ gì chút, nói sao mà nghe cho nó hâm hâm lẫn chút, đã không có cái microwave hâm rồi mà còn nói câu nữa. Ăn lạnh ngắt, cái đó kêu ăn lạnh bụng. Ăn vô lạnh bụng. Rồi hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái truyền thống của người Việt chúng ta cúng ông Táo. Và từ cái ý nghĩa đó, chúng ta tìm ra được một vài cái điểm gì để nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng tiễn cũ để đón mới. Cái gì nó hư, nó dở, nó cũ của năm nay, chúng ta chuẩn bị tiễn đi, và chúng ta chuẩn bị đón cái mới về. Đó là chúng ta biết sửa cái tật cũ, chỉnh lại cái gì cho nó mới. Ngộ lắm nha, tóc làm mới nha, quần áo mới nha, mà gặp nhau hỏi có gì mới không? Gặp nhau hỏi có gì lạ không? Vậy mà người mình cứ cũ xì. Cái tật của mình cũ xì là chưa được. Năm mới mặc đồ mới, ngày mới, cái gì cũng muốn mới, xài đồ muốn mới, muốn xịn không mà. Người mình, tật của mình không mới, không xịn, không được, nó không quân bình. Rồi thứ hai là gì? Ông Táo đi về trên kia phúc trình cái cách ăn ở của mình. Thế thì chúng ta ở như thế nào, ăn như thế nào, có nghĩa là chúng ta nói năng hành động như thế nào, xử sự với như thế nào, để rồi chúng ta nhìn lại một năm đó. Kế đến là chúng ta thấy cái bếp là một cái gì gần gũi trong gia đình. Quý bác tới chùa, mặc dù nói đi chùa tụng kinh tu hành vậy chứ, ở trong bếp mà có chuyện lại bác vẫn vui hơn à. Có rau để lặt, có việc để làm mấy bác vẫn vui hơn. Không, thành thử ra cái bếp mà nó yên thấm, trên thuận dưới hòa, thì cái chùa đó nó thịnh. Bởi vì cái đó nó đóng góp một phần cho cái hưng thịnh của ngôi chùa. Dĩ nhiên là nhờ quý thầy thuyết kinh giảng pháp tu tập, nhưng mà sự ăn uống của đại chúng nó cũng không kém phần quan trọng. Đại chúng đề huề vui vẻ, từ làm việc cho đến khi chúng ta dùng cơm với nhau, trên dưới một lòng, thì làm sao mà chúng ta không vượt được. Như con cá chép, nó vượt khỏi những cái khó khăn để đến cái vũ môn quan, để nó hóa ra làm con rồng đặc biệt. Còn không thì nó cũng là con cá thôi. Cho nên buổi cơm gia đình là cơ hội sum họp nè. Buổi cơm gia đình là để bày tỏ sự quan tâm của nhau. Cuối cùng, trước khi ăn, chúng ta thực hiện cái tâm của người con Phật. Chúng ta chắp tay, chúng ta cầu nguyện cho những người trên thế gian này cũng có cái ăn giống chúng ta. Nếu quý vị nào thuộc năm quán, năm phép quán, thì đọc năm cái quán đó. Thứ nhất,
Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Thứ hai, xin nguyện ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm với lòng biết ơn, sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Thứ ba, xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm xấu, nhất là tâm tham sân si và tật ăn uống không chừng mực. Thứ tư, chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể và ngăn ngừa tật bệnh. Thứ năm, vì muốn thành tựu đạo nghiệp, xây dựng gia đình, nếu mình ở gia đình, còn nếu mình ở trong chùa thì xây dựng tăng thân để hộ đạo giúp đời, nên con thọ nhận thức ăn này. Đọc năm cái quán đó. Còn nếu muốn gọn hơn, đọc bốn câu: vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Ăn xong rồi chắp tay cảm ơn tất cả cho con no ấm. Đạo Chúa người ta làm dấu đọc kinh trước khi ăn. Người Phật tử chúng ta cũng đọc lời cầu nguyện trước khi ăn. Mặt cầu nguyện là gì? Là gửi cái tình thương và sự mong ước tốt đẹp đến cho mọi loài, mọi người. Và bên cạnh đó chúng ta nhớ ơn. Thấy không? Không ai trồng cà rốt làm gì cả cà rốt cho mình ăn. Không ai trồng rau, không ai làm đậu đành làm gì có đậu hũ cho mình ăn. Cho nên nhìn vô một bữa ăn, chúng ta thấy toàn là ân nghĩa trong đó. Rồi bây giờ có tất cả mà không ai nấu thì làm gì có ăn. Thấy như vậy thì cái tật khen chê chúng ta bắt đầu giảm, và chúng ta bắt đầu biết thưởng thức món ăn bằng cả cái tình thương của mình nhiều hơn là chúng ta khen chê. Quý vị nhìn tất cả văn hóa, không có văn hóa nào mà thiếu bữa ăn hết. Christmas, lễ Giáng sinh, người ta cũng tụ họp về gia đình để người ta ăn cơm chung với nhau. Ngày lễ Family Day của Canada mình, ngày lễ Thanksgiving Day, tất cả những ngày đó đều là những quy tụ bằng những bữa cơm họp mặt hết. Và trước khi dứt lời, qua cái ý nghĩa cúng ông táo, và chúng ta nhìn được những cái điểm đẹp, học được những cái nét đẹp trong cái ngày lễ này. Và Pháp Hòa chú trọng đến cái bữa cơm gia đình, cái sự họp mặt của gia đình. Và đây là bài thơ Pháp Hòa làm khi cảm nhận một bữa ăn cơm với gia đình. Bữa cơm hạnh phúc gia đình, có cha, có mẹ, có mình cùng ăn. Khi ăn chẳng có lăng xăng, mời thưa trên dưới, nói năng ôn hòa. Giờ cơm sum họp cả nhà, dù cơm đậm bạc mặn mà có nhau. Cảm tình bày tỏ trước sau, vợ nấu chồng dọn, con lau bát thìa. Lòng từ xin nguyện sớm chia, tức là mình cầu nguyện đó, cho muôn loài cũng phân chia phước này. Cơm ngon tình nghĩa đủ đầy, nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ thầy mà nên. Ơn này con nguyện chẳng quên, sống đời thật đẹp dưới trên đáp đền.